Bốn việc vợ chồng già cấm làm khi ngủ. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, ngủ là lúc cơ thể nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Mỗi cặp vợ chồng, đặc biệt là vợ chồng già khi ngủ, thường có những thói quen để tăng tình cảm, tăng độ mật thiết giữa hai vợ chồng, nhưng lại không biết rằng một số thói quen vô hình trong khi ngủ gây tổn thương cho sức khỏe, thậm chí suy giảm tuổi thọ, tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư và ảnh hưởng đến không khí trong gia đình. Vậy đó là những thói quen nào? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé! Thứ nhất, bật đèn ngủ. Xây nhà xong, vợ chồng ông Thành đi mua đồ trang trí nội thất ngoài đường, tủ sofa thì bắt đầu tính sang chuyện mua đèn ngủ. Bà chọn một loại, ông chọn một loại, hai đứa con mỗi đứa chọn một loại. Bà khổ nhất là bốn người này thường xuyên ngủ chung trong phòng lớn cùng nhau. Sau nhiều tranh cãi thì cuối cùng mọi chuyện cũng thống nhất trong sự không được thoải mái. Những ngày đầu tiên, chiếc đèn ngủ để ở đầu giường phát huy tác dụng như chiếc đồng hồ. Khi nào cô con gái bật đèn là y như rằng vợ chồng ông Thành lóa mắt, không ngủ được. Ấy vậy mà lâu rồi vợ ông Thành cũng thành quen. Nhiều hôm, ông Thành đã đi ngủ từ lâu rồi mà bị thức giấc bởi ánh đèn sáng ngay đầu giường. Vợ ông đang bật đèn đọc sách. Ví như vào mùa mưa, vốn sợ sấm sét nên bà thích bật đèn ngủ cho ấm áp, còn ông lại kêu tắt đèn đi cho khỏi chói mắt. Có một lần khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, ông Thanh vui miệng hoặc có thể là buột miệng nói với vợ: sao nút tắt trên đèn ngủ nhà mình không được tiện lợi như chỗ khác? Bữa nào đổi sang loại tôi đã từng thấy rồi nha. Ủa, ông thấy ở đâu? Chiếc đèn đó như thế nào? Bị vợ hỏi dồn sực nhớ ra, không nên nói câu chuyện ấy, nên ông Thành lảng sang việc khác. Nhưng phụ nữ thì đâu dễ quên. Bà cứ nói đi, nói lại mãi, đêm đến cũng không yên. Bà cứ hành ông bằng cách bật đèn ngủ. Ít thì không sao, chứ ngày nào cũng vậy, ông thấy oải quá. Giờ già rồi, khó ngủ lắm, điện cứ sáng chừng chừng thì ai mà ngủ cho nổi. Quý vị thân mến, nhiều khi về già, mắt kém, chân loạn choạng, đêm hôm muốn dậy đi vệ sinh, hay đơn giản là chỉ thích ngắm nghía người bạn đời, nên hay thích bật đèn đi ngủ. Khoan chưa nói đến việc nó tốn điện hay ảnh hưởng đến giấc ngủ của chính người bạn đời, mà theo các chuyên gia, nếu chúng ta bật đèn ngủ trong thời gian dài, sẽ dẫn đến 5 mối nguy hiểm có thể tàn phá dần cơ thể của chúng ta như: dễ bị tăng cân, giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, khó ngủ ngon hoặc không thể ngủ được, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tăng nguy cơ mắc các bệnh về ung thư. Vậy nên, đừng dại thực hiện thói quen này nữa, quý vị nhé. Thứ hai, ngủ theo tư thế mặt đối mặt. Nhiều cặp vợ chồng già có thói quen nằm ngủ trong tư thế mặt đối mặt. Tuy nhiên, đây là một tư thế gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tiêu cực đến sức khỏe. Bởi khi ngủ, mặt đối mặt rất dễ khiến chất lượng không khí bị suy giảm. Trong quá trình ngủ nghiêng, cặp vợ chồng nằm quá gần, hít thở oxy trong quá trình hô hấp và thải khí CO2. Tại thời điểm này, chất lượng không khí xung quanh không tốt, hàm lượng oxy cũng bị suy giảm. Điều này sẽ có thể khiến não thiếu nguồn cung cấp oxy cần thiết. Sức khỏe của não sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian. Người ngủ không đủ sâu, dễ tỉnh giấc, giật mình, mộng mị, hoặc đôi khi tỉnh dậy luôn có cảm giác mệt mỏi, đau đầu. Do đó, vợ chồng, nhất là những cặp vợ chồng già, nên chú ý vấn đề này khi ngủ chung giường. Khi ngủ, tư thế ngủ phải hợp lý, phải tránh ngủ theo tư thế mặt đối mặt. Thứ ba, dùng tay thay gối. Trong khi ngủ thì người vợ thường thích ôm và dùng tay của chồng làm gối. Thói quen này có tác động tiêu cực đến sức khỏe. Mặc dù hành vi này có thể làm tăng cường mối quan hệ vợ chồng khi cả hai đã có tuổi, nhưng trong thời gian này, vợ gối đầu vào tay chồng để ngủ rất dễ gây áp lực lên cánh tay. Điều này sẽ dẫn đến các cơn đau hoặc tê liệt chia trên cột sống và bả vai đấy quý vị ạ. À. Thứ tư, trùm chăn khi ngủ. Khi về già thì sức khỏe không được mạnh mẽ như hồi trẻ nữa. Dễ nóng, dễ lạnh
nên nhiều cặp vợ chồng thích chùm chăn kín đầu hoặc cả người trong khi ngủ, đặc biệt là khi sợ hãi hoặc trời lạnh. Đây là thói quen không tốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả hai vợ chồng. Trong quá trình thở, có thể hít khí oxy và thải khí CO2. Khi đầu bị trùm kín, khí oxy trong chăn ngày càng ít đi, còn khí CO2 ngày càng nhiều lên. Vì không được cung cấp đủ dưỡng khí, nên đại não sẽ hoạt động kém đi. Tình trạng thiếu oxy kéo dài sẽ khiến các tế bào não bị tổn thương. Nhiều cặp vợ chồng trùm chăn sẽ cảm thấy tức ngực, thở gấp hoặc nửa đêm cảm thấy ác mộng hoặc lo sợ. Quý vị thân mến, con người khi đến tuổi già là tiến vào một giai đoạn mới. Đến tuổi già, người ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp qua rất nhiều kiểu người và rất nhiều sự tình. Đến tuổi này, người già nên biết có một số việc cần coi nhẹ, buông bỏ, có một số việc nhất định phải nắm giữ. 6 điều cần buông bỏ ở tuổi già. Thứ nhất, buông bỏ những oán hận chất chứa trong lòng. Có câu chuyện về một con quạ rằng, miệng nó ngậm miếng thịt, phía sau là một con diều hâu đang đuổi theo sát nó. Con quạ ngậm miếng thịt và lấy hết sức bay về phía trước. Vừa bay, nó vừa chửi thầm chửi rủa con diều hâu. Khi nó thấy sắp bị đuổi kịp mà sức lực đã cạn kiệt, nó không còn quan tâm đến miếng thịt trong miệng nữa. Lúc đó, nó há miệng để thở và miếng thịt rơi xuống đất. Bất ngờ, con diều hâu lao thẳng xuống theo miếng thịt. Con quạ còn đang bàng hoàng, chợt nhận ra rằng nếu nó thả miếng thịt xuống sớm hơn thì nó đã không suýt nữa mất mạng. Quý vị ạ, những tổn thương và oán hận từng gặp phải dưới tác dụng của thời gian, đến tuổi già người ta sẽ cảm thấy chúng phai nhạt dần. Oán hận người khác là cách lấy sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp, đừng để bản thân bị vây hãm trong nỗi oán hận. Con người nên sống ở hiện tại. Những oán hận trong quá khứ không nên lưu giữ mãi trong lòng. Khi ta buông bỏ oán hận, thế giới sẽ rộng mở trước mắt. Thứ hai, buông bỏ hư vinh. Thích Cảnh Thông đã khá lớn tuổi mà chưa có con. Năm 56 tuổi, ông mới có được Thích Kế Quan là con trai duy nhất trong gia đình, nên ông yêu thương con hết mực. Thích Cảnh Thông đã đích thân dạy con trai đọc sách và luyện võ. Tuy nhiên, ông cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ về nhân cách, đạo đức và hành xử cho con trai mình. Một ngày nọ, cậu bé Thích Kế Quan, 13 tuổi, đi lại lại trong sân bằng một đôi giày lụa tốt. Cậu cảm thấy rất vui vẻ với đôi giày này. Thích Cảnh Thông đã nhìn thấy điều này. Người cha đã gọi con trai mình vào thư phòng và quở trách con trai một cách giận dữ. Khi có một đôi giày tốt, con tự nhiên sẽ muốn được mặc quần áo đẹp. Khi có quần áo đẹp, con tự nhiên sẽ muốn được ăn thức ăn ngon. Và thế là từ khi còn nhỏ tuổi, con đã có tâm lý thích ăn ngon, mặc đẹp, rồi nó sẽ trở thành lòng tham vô độ trong tương lai. Khi lớn lên, con sẽ muốn có đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Nếu con là một tướng lĩnh trong quân đội, con thậm chí có thể tham ô tiền lương của binh lính. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con sẽ không thể thành công, tiếp nối gia nghiệp của tổ tiên. Thích Cảnh Thông biết được đôi giày lụa là món quà từ ông ngoại của con trai ông. Tuy nhiên, ông vẫn lệnh cho Kế Quan cởi giày ra và ngay lập tức cắt vụn đôi giày, để ngăn Kế Quan phát sinh thói xấu là ham mê những điều xa xỉ. Có một lần, gia đình họ Thích cần sửa sang lại hơn chục căn phòng vốn rất tồi tàn. Thích Cảnh Thông đã thuê một số nghệ nhân để thực hiện công việc này. Bởi vì gia đình cần có một nơi trang trọng để tiếp đón các quan chức triều đình. Ông đã yêu cầu các nghệ nhân lắp 4 cánh cửa, chạm khắc hoa văn ở sảnh chính và Thích Kế Quan coi sóc việc lắp đặt. Các nghệ nhân thấy rằng họ Thích là một gia đình quý tộc và nghĩ nếu chỉ có 4 cánh cửa được chạm khắc thì sẽ trông quá đơn sơ, đạm bạc. Họ nói chuyện riêng với Thích Kế Quan rằng tổ tiên nhà ngài đều là danh tướng. Đối với một gia đình quyền quý và giàu có như gia đình ngài, tất cả các cánh cửa trong toàn bộ ngôi nhà này nên được chạm khắc hoa văn. Tổng cộng có 12 cánh cửa, chỉ có như vậy mới phù hợp với địa vị xã hội của gia đình ngài.
Thích Kế Hoàng nghĩ rằng đề nghị của họ là hợp lý và thưa lại với cha mình. Thích Cảnh Thùng đã nghiêm khắc trách Thích Kế Hoàng vì ý tưởng xa hoa và phô trương này. Ông cảnh báo con trai rằng nếu con đuổi theo và đắm chìm trong hư vinh, phù phiếm, con sẽ không thể thành đại cuộc khi trưởng thành. Thích Kế Hoàng thuận theo lời dạy của cha mình và cho nghệ nhân lắp đặt chỉ 4 cánh cửa chạm khắc như yêu cầu ban đầu. Thích Cảnh Thùng cũng giải thích Kế Hoàng rằng mục đích của học văn và luyện võ không phải là để theo đuổi danh vọng, thành tựu hay tiền tài phú quý cho cá nhân, mà là vì quốc gia hưng thịnh, xã hội phồn vinh và người dân hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta phải chú ý rèn luyện bản thân bằng những phẩm hạnh như trung thành, kính trọng cha mẹ, liêm khiết và chính trực, được cha dạy bảo và thực thi kỷ luật nghiêm khắc với mình, cũng như học được từ tấm gương mẫu mực của cha. Thích Kế Hoàng không ham mê xa hoa và cảm thấy hài lòng với những bữa ăn thanh đạm. Ông cũng chăm chỉ và nghiêm túc học văn, luyện võ. Về sau, ông trở thành một danh tướng và là một chiến lược gia kiệt xuất thời nhà Minh. Thưa quý vị, người ta nói rằng hư vinh và dối trá có lẽ là hai kẻ địch mạnh nhất trên đường đời. Con người đến tuổi già không cần hâm mộ và tham lam hư vinh, so sánh lẫn nhau. Buông bỏ hư vinh là cách khiến bản thân được giải thoát và hạnh phúc đấy, quý vị. Thứ ba, buông bỏ phiền não. Có một người đàn ông với vẻ mặt rất khổ sở đến hỏi một vị hòa thượng. Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói, không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia vẫn khẳng định, có những thứ và những người mà hết lần này đến lần khác còn vẫn mãi không buông bỏ được. Vị hòa thượng liền bảo anh ta cầm một cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng cứ rót mãi, cho đến khi nước trà trong chén tràn ra cả ngoài. Nước trà nóng đổ lên tay người đàn ông, khiến anh ta không thể chịu được nữa, liền vội vàng đặt chén trà xuống. Lúc này, vị hòa thượng mới điềm đạm nói, trên đời này không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi thì tự nhiên con sẽ buông bỏ xuống được thôi. Trên đời này, phần lớn phiền não đều là do con người tự tìm mà đến. Con người ta sống mặt mày ủ rũ cũng là một ngày, vui mừng rạng rỡ cũng là một ngày. Cũng là sống một ngày nhưng tâm tình bất động, cảm giác bất đồng thì ảnh hưởng đối với bản thân cũng bất đồng. Người luôn bị phiền não cuốn quanh thì tâm tình và thân thể tự nhiên cũng sinh bệnh. Trong cuộc sống thì mọi khó khăn đều có cách giải quyết, không có sự tình nào là không thể giải quyết được. Cho nên, buông bỏ phiền não thì cuộc đời mới tươi sáng, rạng rỡ hơn. Thứ tư, buông bỏ lưỡng lự. Khi đã xác định được điều mình muốn làm thì không nên chần chừ, lưỡng lự, cần nắm chắc thời cơ để thực hiện. Một người khi bước vào tuổi già thường sẽ thận trọng và vững vàng hơn tuổi thanh niên rất nhiều và lại có sức lực hơn tuổi lão niên. Hơn nữa, so với tuổi thanh niên, họ cũng có điều kiện và kinh nghiệm hơn. Vì vậy, có những việc đã có phương hướng rõ ràng thì không nên do dự bỏ mất thời cơ để phải nuối tiếc khi về già. Thứ năm, buông bỏ áp lực. Khi còn trẻ thì người ta thường liều mạng vì sự nghiệp, bận rộn vì công tác. Đến tuổi già, mỗi người đều nên thay đổi phương cách sống của mình. Sống chậm hơn một chút, đừng khiến cho bản thân bị áp lực quá lớn mà sinh ra tâm phiền, thân bệnh. Thứ sáu, buông bỏ chấp nhất vào con cái. Người ta nói rằng con cái có phúc phận của con cái. Khi con cái bước vào đường đời, cha mẹ nên làm người bạn đồng hành mà không thể thay thế con cái được. Biết buông tay đúng lúc, con cái mới có thể vững vàng bước đi trên con đường đời của mình.